Cô ơi. Cho cụ gói bánh với hộp sữa nha. Chúc cụ thật nhiều sức khỏe nha. May mắn nha. Vâng vâng. Khỏe nha. Chúc khỏe nha. Đây cho cụ mấy chục này. Đây cho cụ mấy chục đây. Đấy. Cho cụ mấy chục này nha. Đây. Ok cụ nha. Vâng vâng vâng. Chúc cụ sức khỏe nha. Chúc con cháu mạnh khỏe nha. Rồi rồi, cảm ơn cụ nhiều nha. Đây cho cụ gói bánh. Ăn cơm, ăn cơm tối chưa? Chưa cháu ạ. Chưa. Rồi gói bánh nhá. Lại lấy muối về. Hả? Không có ăn gì à? Chưa. Chưa ăn à? Bà quê ở đâu? Hả? Bà quê ở đâu? Ngọc Lạc. Ngọc Lạc á. Đây cháu gửi ba năm xuống. Bà Ngọc Lạc à?